Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 216, Chu Tâm Thần Hòa. Thậm chí, nơi đây còn có khả năng giúp bản thân để thăng luyện dược thuật trong đan thần tháp, một tòa tháp siêu việt thế lực siêu thần đỉnh phong, nội tình, tài nguyên ẩn chứa bên trong, e rằng có thể khiến vô số luyện dược sư dư điên cuồng. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến đan thần tháp này thử xem có thể thu phục được đạo thần hòa cường đại hơn cả duyệt thế thần hòa hay không nếu thành công thực lực của ta sẽ lại tăng vọt thêm nhiều như vậy cơ hội cứu lâm động và mục trần cũng sẽ cao hơn rất nhiều lúc này ánh mắt tiêu viêm lóe lên một tia hỏa mang rực rỡ thầm nghĩ trong lòng hiện tại thực lực của tiêu viêm trong số ngũ trọng thiên vị thần không có đối thủ cho dù đối chiến với lục trọng thiên vị thần cũng có thể là vụ bất bại bởi vì thiên vị tinh thần hải của bản thân có đến ngàn ngôi sao lực lượng đó tương đương với lục trọng thiên vị thần nếu như thi triển phần thần tam hỏa Tiêu Viêm hoàn toàn có thể đối chiến và bất bại trước siêu cấp thần chỉ, dưới cấp bậc cao giai thiên vị thần. Nhưng nếu thu phục được đạo thần hỏa thứ tư, Tiêu Viêm sẽ có thể thi triển ra phần thần tứ hỏa, khi đó, cho dù là cao giai thiên vị thần hay thiên vị thần đỉnh phong, e rằng cũng khó có thể đánh bại Tiêu Viêm. Lúc đó, Tiêu Viêm có lẽ đã có được lực lượng khủng bố để đối đầu với thiên vị thần đỉnh phong. Lão giả Hoàng Y đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, thấy sắc mặt hắn có chút khác thường. Còn tưởng rằng hắn là vì vị cử phẩm dược thần trong Đan Thần Tháp mà lo lắng, vội vàng an ủi, bằng hữu, vì rằng ngươi hiện tại chỉ là một cử phẩm dược tiên, nhưng với thiên phú của ngươi, e rằng trong tương lai không xa, cũng có thể đột phá thành dược thần. Tiêu Viêm nghe vậy mỉm cười, đối phương tưởng rằng hắn vừa rồi là vì cử phẩm dược thần mà lo lắng, liền nói, đa tạ tán dương, ta cũng sẽ cố gắng đột phá cảnh giới cao nhất của luyện dược sư, dược thần. Nghe vậy, lão già Hoàng Y cũng mỉm cười nhàn nhạt, lão tin rằng, với thiên phú của Tiêu Viêm, chỉ mới hơn trăm tuổi đã trở thành cửu phẩm dược tiên thì cảnh giới dược thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn tốt ta vô cùng coi trọng thiên phú luyện dược của ngươi nếu đã như vậy ta cũng chỉ cho ngươi một con đường muốn đột phá thành dược thần nhất định phải đến đan thần tháp một chuyến chỉ có ở đó ngươi mới có thể để thăng thiên phú luyện dược của bản thân thậm chí là đột phá lúc này lão già hoàng y cũng nghiêm túc nói nghe vậy tiêu viêm hơi nhíu mày sau đó nghi hoặc hỏi chẳng lẽ muốn đột phá thành dược thần nhất định phải đến đan thần tháp sao Lão giả Hoàng Y gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, muốn đột phá thành dược thần, chỉ có trong đan thần tháp mới có cơ hội thực hiện được. Chỉ vì, trong đan thần tháp có một đạo thần hỏa, bản nguyên của đạo thần hỏa này vô cùng khủng khiếp, nuôi dưỡng toàn bộ đan thần tháp từ trên xuống dưới, chỉ cần được bản nguyên thần hỏa này tưới tắm một chút, luyện dược thuật của luyện dược sư sẽ được đề thang đáng kể. Đây chính là lý do khiến đan thần tháp trở thành nơi mơ ước của vô số luyện dược sư, nơi đây không chỉ có bản nguyên thần hỏa, có thể để thăng luyện dược thuật còn có những loại dược liệu và dược phương quý hiếm mà ngay cả thần linh thành của chúng ta cũng không có chính vì vậy cho dù thần linh thành đưa ra mức thủ lao hậu hình đến đâu cũng không có luyện dược sư nào từ cửu phẩm dược tiêm trở lên nguyện ý đến đây nghe vậy tiêu viêm cũng kinh ngạc nhận ra trong đan thần tháp quả thực có một đạo thần hòa xem ra những gì phần lão nói là đúng nhưng nghĩ lại phần lão sao lại biết nhiều chuyện đến vậy không chỉ biết mà còn biết cả vị trí của thần hòa hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào cùng với việc thực lực của tiêu viêm không ngừng đề thăng hắn cũng dần dần nhận ra thân phận của phần lão cũng không đơn giản dường như hắn đã biết trước bước tiếp theo phải đi như thế nào nếu đúng như những gì tiêu viêm suy đoán thực lực của phần lão quả thực là không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên tiêu viêm vẫn không trực tiếp tra hỏi thân phận thực sự của phần lão từ khi phần lão xuất hiện cho đến nay đối phương không phải là người xấu thậm chí còn không ngừng bồi dưỡng hắn khiến hắn trở nên cường đại hơn chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại cho dù thân phận của đối phương không đơn giản thì cũng không sao chỉ cần bản thân có thể thủ hộ những người quan trọng nhất vào thế giới của hắn thì mọi thứ đều đáng giá thần hỏa có thể để thăng luyện dược thuật của luyện dược sư thậm chí còn có cơ hội trực tiếp đột phá cảnh giới tối cao của luyện dược dược thần đạo thần hỏa trong đan thần tháp này rất thứ mấy trước đây ta nghe thần thông các tri chủ từng nói đạo thần hỏa trong đan thần tháp chính là chu tâm thần hỏa bài danh đệ nhị trong cửu đạo thần hỏa chu tâm thần hỏa đôi mắt tiêu viêm khẽ lóe lên trong đôi đồng tử đen lái lại có hỏa mang mà người khác không nhìn thấy xuất hiện chỉ nghe đến tên của đạo thần hỏa này tiêu viêm đã cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó ảnh hưởng bản thân tiêu viêm cũng không tìm ra nguyên nhân chu tâm thần hỏa nó không chỉ có thể bồi dưỡng vô số luyện dược sư thậm chí còn có thể để thăng luyện dược thuật và bản thân nó cũng có đan phương vô thượng có thể độc bá toàn bộ điện nhất thế giới mỗi phẩm giai đan dược trong đan phương vô thượng đều đẳng cấp hơn thần chi thất phẩm và những phương pháp luyện đan này đều đã thất truyền từ rất lâu rồi đan phương vô thượng Đối với bốn chữ này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe tên thôi, Tiêu Viêm đã cảm thấy đây nhất định là đan phương đỉnh cao nhất trong điện nhất thế giới, loại đan dược thấp nhất trong đó là từ thần chi thất phẩm trở lên, đan phương vô thượng như vậy, e rằng chỉ có trong tay vị cổ phẩm dược thần kia. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, lão giả Hoàng Y cũng chỉ cười trừ, không chỉ Tiêu Viêm, mà ngay cả bản thân lão và vô số luyện dược sư khác khi biết chuyện này, biểu cảm của họ còn khoa trương hơn cả Tiêu Viêm bây giờ. Đây cũng chính là lý do tại sao đan thần tháp có thể sánh ngang với liên minh thần trích thần nguyên cung diệt thần phủ và trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở vạn giới thần châu đồng thời nhất phủ nhất cung nhất tháp nhất liên minh cũng chính là những thế lực đứng đầu toàn bộ chư thần vạn giới ngự trị trên muôn ngàn thần linh trong chư thiên từ đó vượt qua những thế lực siêu thần đỉnh phong có nội tình cổ xưa và hùng mạnh tiêu viêm đã có một nhận thức hoàn toàn mới về nhất phủ nhất cung nhất tháp nhất liên minh những thế lực đứng đầu vạn giới thần châu có lẽ đây chính là mục tiêu của Tiêu Viêm, bản thân hắn cũng vô cùng hy vọng rằng một ngày nào đó, hắn có thể đứng trên đỉnh cao của chư thần vạn giới, ngự trị vạn giới thần châu. Tất nhiên, những lời tiếp theo của lão giả Hoàng Y càng khiến trái tim rung động của Tiêu Viêm đập nhanh hơn. Chu Tâm thần hỏa, sở dĩ được gọi là Chu Tâm, ngoài những khả năng này, nó còn có thể gây tổn thương cực lớn cho tâm linh con người, nó có thể xâm nhập vào sâu thẳm nội tâm của vô số sinh linh và thần linh, khơi gợi lại những ký ức đã bị lãng quên hay nói cách khác, đó là thế giới nội tâm bẩm sinh mỗi người và không thể xóa nhỏ, trừ phi chân chính chiến thắng bản thân bằng không, chỉ cần chu tâm thần hòa xâm nhập thế giới nội tâm, khiến tinh thần sụp đổ thì thực sự hoàn toàn chu tâm, hơn nữa, còn là vĩnh viễn chu tâm không ngừng, khiến chúng sinh chìm đắm trong thống khổ bất kham, vĩnh viễn trầm luân, khó mà xoay chuyển. Sau khi lão già hoàng y giảng giải năng lực của chu tâm thần hòa, nội tâm tiêu viêm nhất thời giới lên gợn sóng, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Lúc này, Tiêu viêm đã có nhận thức hoàn toàn mới về chu tâm thần hỏa, bài danh đệ nhị này nó quả thực cường đại và khủng bố hơn cả những đạo thần hỏa mà hắn từng thu phục. Có thể chu tâm vĩnh thế, kết cục này còn thống khổ hơn cả việc bị sát từ trực tiếp. Đan thần tháp quả thực phải đi một chuyến, nếu không luyện sự thuật của ta e rằng cũng sẽ bị mai một. Tiêu viêm lẩm bẩm tự nhủ, thần lực của bản thân có thể thông qua thần nguyên chi khí và bản nguyên thần hỏa cùng những thứ này mà đề thăng, ngay cả lực lượng thần hồn cũng theo theo lực của bản thân mà trở nên cường đại hơn. Nhưng luyện dược thuật dường như đã trì trệ từ lâu, vẫn luôn dừng lại ở cấp bậc cửu phẩm dược tiên mà không thể đột phá lên dược thần. Nếu như trong Đan Thần Tháp thực sự có thể khiến luyện dược thuật của hắn đề thăng, vậy thì hắn có thể luyện chế ra sổ đan thần phẩm, thậm chí là đan dược thần phẩm chân chính. Chỉ vài năm nữa, Đan Thần Tháp sẽ cử hành đại hội thần đan, chỉ cần người tham gia có thể luyện chế đan dược thần phẩm có phẩm giai cao nhất, họ sẽ nhận được sự xem trọng của vị cửu phẩm luyện dược thần duy nhất, đồng thời nhận được phần thưởng phong phú của đại hội thần đan những phần thưởng đó hiển nhiên là những bảo vật mà vô số luyện dược sư mơ ước cũng có tin đồn rằng vị cửu phẩm dược thần này muốn thông qua đại hội thần đan để trực tiếp chọn ra một vị truyền thừa thích hợp thu nạp họ làm đệ tử đích truyền đích thân truyền dạy trở thành người kế vị cửu phẩm dược thần trong tương lai truyền thụ kỹ nghệ hạch tâm thậm chí có khả năng truyền thụ đan phương vô thượng cửu phẩm dược thần muốn thu nhận đệ tử đích truyền điều này khiến tiêu viêm không khỏi kinh ngạc bởi vì cửu phẩm dược thần đại diện cho điều gì cửu phẩm dược thần đại diện cho cảnh giới cao nhất trong toàn cõi chư thần vạn giới chỉ cần một câu nói của họ cũng có thể khiến cả thần châu dung truyền được hiệu triệu vô cùng kinh người ngay cả những siêu cấp thần chỉ cửu trọng thiên vị thần cũng không dám dễ dàng đắc tội với một vị cửu phẩm dược thần nếu như một khi đắc tội họ sẽ gặp phải tai họa sát thân dù trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm ra và tiêu diệt đây chính là chỗ đáng sợ của đan thần tháp mà những thế lực ngang hàng khác như diệt thần phủ thần nguyên cung hay liên minh thần trích cũng có những điều đáng sợ riêng nhất phủ, nhất cung, nhất tháp, nhất liên minh, ngay cả những lão quái vật kia thủ thế lực siêu thần đỉnh phong cũng không dám đụng đến những thế lực hùng mạnh khủng khiếp như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua. Rất nhanh, trong lòng tiêu viêm đã có dự tính cho tương lai, cho dù là cuộc chiến tranh đoạt danh hiệu vạn giới thánh tử sau 5 năm hay là đại hội thần đan, hắn nhất định phải tham gia. Bởi vì cả hai sự kiện này đều có ích rất lớn cho bản thân hắn, một khi bỏ lỡ, thân chi lộ thượng của hắn trên thần giới sẽ chậm hơn người khác. Sau này, khi tiến vào chư thần vạn giới ngàn vạn lần cũng không nên đi trêu chọc những thế lực này bằng không ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có lão già hoàng y cũng nhắc nhở tiêu viêm bởi vì tứ đại thế lực này là những thế lực hùng mạnh nhất trong chư thần vạn giới ngay cả thần linh thành trong mắt tứ đại thế lực này này xin hay diệt chỉ cần một câu nói mà thôi tiêu viêm nghiêm túc gật đầu nhưng lão già hoàng y lại không biết bản thân hắn lại có một chút liên quan đến thần nguyên cung nếu để lão biết chuyện này e rằng lão sẽ kinh ngạc đến rất cả cầm, hơn nữa dư thần phủ và liên minh thần trích vốn đã có xích mích với hắn sau này chạm mặt đối chiến là điều hoàn toàn có thể xảy ra thấy tiêu viêm đã hiểu lão già hoàng y cũng thở phào nhẹ nhõm tuy lão là người của thần linh thành nhưng cũng là người tương đối quý trọng nhân tài không muốn để vị có luyện dược thuật cửu phẩm dược tiên này gặp rắc rối lớn sau khi tiến vào chư thần vạn giới nên mới hảo tâm nhắc nhở ngoại trừ nhất phủ nhất cung nhất tháp nhất liên minh không thể đắc tội thì những thế lực siêu thần đỉnh phong cũng không thể trêu chọc như thần la điện thiên la điện âm dương điện, thánh hoa điện, bởi vì vị trí của bọn họ vừa vặn tạo thành hình tứ giác đông, tây, nam, bắc, sừng sững trên bốn châu đông, tây, nam, bắc cũng được gọi là tứ phương điện, thực lực của bọn họ cũng vô cùng cường đại, nội tình lại cổ xưa lâu đời, sau này ở thần châu, cố gắng không nên khiêu khích những thế lực này, để tránh gặp rắc rối. Lão giả Hoàng Y nghiêm túc nhắc nhở, không nghĩ tới, tuy chỉ là người qua đường, lão giả Hoàng Y lại quan tâm đến hắn như vậy. Xem ra, đây là do thân phận luyện dược sư, hơn nữa còn là cửu phẩm dược tiên của hắn. Thánh Hoa Điện, cũng không biết vì sao, Tiêu Viêm lại có chút hứng thú với Thánh Hoa Điện, bởi vì cái tên này khiến hắn liên tưởng đến thế lực Hoa Tông Trung Châu của đấu khí đại lục năm xưa, cũng là một thế lực có danh từ là Hoa, điều này khiến sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cổ quái, hắn nhớ rõ ràng, lúc đó, Vân Vận và Tiểu Y Tiên bị người của thế lực bí ẩn mang đi, sau đó không có chút tin tức nào, lúc này, khi nghe đến tên Thánh Hoa Điện, hình ảnh vân vận lại hiện lên trong tâm trí tiêu viêm. Vân vận, tiểu y tiên, bất kể các ngươi bị thế lực nào mang đi, giờ đây ta đã đến đệ nhất thế giới, nhất định sẽ tìm được các ngươi. Tiêu viêm âm thầm quyết định, ma thú sơn mạch, thành sơn chấn, hai nơi này, hai người gặp gỡ, những cảnh tượng lúc đó hiện giờ nghĩ lại, vẫn còn rành rành ở trước mắt. Những thế lực siêu thần đỉnh phong này chỉ đứng sau nhất phủ, nhất cung, nhất tháp, nhất liên minh. Tuy nhiên, trong chư thần vạn giới, đầm rồng hang hổ quá nhiều, nói không chừng, trong số đó còn ẩn tàng những cuồng giả tuyệt tình xem ra ngày sau tiêu viêm hành động trong chư thần vạn giới phải đặc biệt cẩn thận sau một hồi trò chuyện tiêu viêm cũng hiểu được lý do vì sao có nhiều siêu cấp thần trích đến đây một phần nhỏ là để tiến vào chư thần vạn giới nhưng phần lớn là vì đại hội tầm bảo do thần linh thành cử hành lần này tin đồn lan truyền rằng trong đại hội tầm bảo lần này có một loại đạo linh vô cùng hiếm gặp ai sở hữu được đạo linh này sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn trong cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thánh tử sau năm năm nữa vì vậy sau khi tin tức này được lan truyền, nó đã trực tiếp gây chấn động cả chư thần vạn giới, trong vài ngày qua, thần linh thành cũng trở nên náo nhiệt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, để có được đạo linh này, không chỉ cần có tài lực hùng hậu, mà còn cần có thực lực cường đại và sự hỗ trợ của thế lực đứng sau, bởi vì thứ này là mục tiêu mà tất cả các thế lực siêu thần và các thế lực siêu thần đỉnh phong đều muốn có được, e rằng việc sở hữu đạo linh sẽ vô cùng khó khăn.